Dạ, em xin chào quý khách hàng đã quay lại kênh Bất Động Sản Đất Việt ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên xin kính chúc quý cô chú và anh chị được cho dồi sức khỏe, công việc làm ăn phát tài phát đạt nha. Thì hôm nay gia chủ có gửi anh em một cái miếng đất vườn đang trồng bích thái và dừa đang cho trái luôn nha anh chị. Bên ngang là 36, chiều sâu là 53, còn bên tay phải mà chiều sâu là 51. Lên tổng diện tích đất vườn của mình á là 1.758 m², đất cái lâu năm chưa có thổ cư nha anh chị. Cái hướng đất mình đây là hướng tây nha. Địa chỉ cái miếng đất vườn của mình á là ở ấp Long Hòa B, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Cái đường em đứng đây là đường huyện lộ 33 anh chị, mình đi thẳng trước màn hình mình khoảng 2.5 cây số là đụng tới chợ Dụp Dứa, trường học, quốc lộ A và nhiều tiện ích khác nha anh chị. Hiện tại thì cũng hơi ồn ha, anh chị và cô chú cũng thông cảm nha, do tất niên á chị, ở đây thì rất là nhiều nên ca hát đang buổi trưa luôn nên cũng hơi ồn ha, anh chị và cô chú cũng thông cảm nha. Từ đất vườn mình á đi về thành phố Mỹ Tho là 11 cây số nha anh chị, còn cách ở thành phố Hồ Chí Minh tính từ bến xe miền Tây anh chị là 60 km nha. Ở đây thì có một cái chợ nữa, khi chợ Long Định, quốc lộ A thì xa hơn là 3 cây số anh chị ha. Đây một dòng mình xem đây, ở đường huyện lộ 33 này thì dân cư rất là đông đúc anh chị. Hướng ngược lại thì mình đi thẳng đường này khoảng là 1.5 cây số là sẽ đụng tới đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, đụng đường Nhân Sinh anh chị ha. Còn ở đây thì có đường tránh thì đi khoảng là 5 cây số mới tới chị nha. Rồi từ cái vị trí đường huyện lộ 33 này mình sẽ đi vô cái đường xe máy anh chị, cách chỉ có là 150 m thôi là tới chị ha. Rồi em xin mời anh chị nha, để em lấy xe máy em chạy từ vị trí đường huyện lộ 33 này để vô tới đất luôn để mình tham quan đường xá vàng sớm anh chị ha. Đây mình vô đường này nè chị, đường này cũng hơi nhỏ chị nha. Nhưng mà được cái là trong xó mà dễ đường công cộng chị ha. Rồi em xin mời chị nha. Rồi, vô khoảng 150 m là tới là chị, rất là gần nha chị ha. Hiện tại thì gia chủ kẹt tiền bán gấp cho anh chị, chính chủ ký gửi luôn nên giá này còn bớt, nên mình có quan tâm á các bạn với lỗi em sẽ gửi sổ nè, thông tin nè, định vị cho mình xem trước rồi em về đây gặp trực tiếp chủ để mình đặt cọc anh chị ha. Tại cái sổ này sổ của chủ ở đây đó giờ nên sổ cũ mình phải đo đạc lại ra bản vẽ mới rồi mới ra công chứng, nên rất là yên tâm nha. Đây sớm đi rất là đông đúc chị, không có vắng anh chị ha. Con cái mình vô hai cái cua mới tới chị, đây là cua thứ hai là tới rồi, thẳng là tới anh chị ha. Hai bên nè, bên phải bên trái đều có nhà ở hết anh chị ha. Rất tiếc là được xe máy thôi, đổ đan rồi nhưng mà được xe máy chị ha. Ở đây là vị trí đây là có quyết điểm mà được cùng anh chị, không có thông anh chị ha. Rồi mình đã tới vị trí cái đất vườn của anh chị ha, để anh chị ranh giới cho mình nắm nha. Đây kế bên cái đất vườn mình có một cái nhà vườn to đùng luôn chị ha. Đây đây hàng xóm mình, hàng xóm mình đây chủ đi làm hết này, chiều mới về anh chị. Có nhà to đùng luôn chị thấy không. Về đây mình nghỉ dưỡng á, dành cho cô chú lớn tuổi thì rất là phù hợp nha. Cái đường này là có vẽ tên đường công cộng nha anh chị. Ở đây thì có trước đây là một cái đường nước công cộng đây anh chị không. Thẳng ra cái kinh mà nãy mình qua cái cầu lớn á chị đó. Có mình nếu mà đặt cống á thì mình đắp được chị ha, đắp luôn. Tại vì dài trong cái đường nước công cộng trong còn rất là nhiều hộ dân ở trong, nhưng mà trong đó thì vườn cây tái thôi chứ vô trong là hết nhà ở chị ha. Mình tính đường cùng đi chị nha. Mình nếu đắp qua luôn á mình phải đặt cống nha anh chị ha. Còn cái ranh giới mình từ vị trí em đứng nè anh chị, đây đó ngay vị trí đây anh chị ha. Đó, đây có xây hàng gạch lên nè, bên tay phải chị thấy không nè. Từ đây là mặt này là mặt là 36 m anh chị ha. Còn chiều sâu thì có hai chiều sâu khác nhau theo cái hàng lưới này. Hiện tại thì hàng xóm nhà vườn kế bên thì làm hàng rào rồi, cao 2.5 m rồi, mình về khỏi làm bên tay trái nha. Mình về làm ở phía sau, ở trước và bên tay phải thôi nha anh chị ha. Ở đây là 53, còn bên tay phải mình chiều sâu ngắn hơn,
chỉ có là 51 thôi đó. Mình em thấy thì về mình xây nhà ở thì mình đặt cống, mình đắp luôn cái này luôn chị ơi, đường nước công cộng này nè. Rồi để mình thứ nhất á thì mình xây nhà đó, mình đi qua lại đổ bê tông đây luôn và làm cái sân ở trong đây cho rộng rãi thông thoáng đó chị ha. Cái mặt tiền mình rộng nên mình về đây mình có thể mình xây bên góc trái bên đó phải chị đó. Thì còn dư đất á, sau này mình có thể có con cái mình về đây mình ở chị ha, rất là yên tĩnh luôn. Ở đây thì được là 2 cái mương và 3 lít anh chị ha. Do là cái mương lớn là do chủ nuôi cá anh chị đó, để kinh doanh nó có 2 cái mương rất là lớn ha. Đó, này là dài đó, hết đất luôn. Còn đây là cái mương lấy rộng ra đây khoảng là em thấy khoảng là 3 mét anh chị nha. Có 2 đợt dừa, dừa thì chủ mới trồng được khoảng là 1 năm, còn một dừa trồng khoảng đây là được là 4 năm anh chị ha, đang cho trái. Và gia chủ cũng đặt một số cây mai vàng thêm vô chị để kiếm thu nhập cho chị ha, ương bán anh chị ha. Đó, gia chủ đã xây hàng gạch anh chị ha. Đó, tính từ cái mí hàng gạch đi vô nha anh chị, đó của mình nha. Rồi để em chỉ cái ganh chiều sâu bên tay phải luôn, rồi em sẽ đi vô miếng đất rồi em ra cái ganh cuối cùng luôn nha anh chị. Đây là một mương cái thứ hai, anh em nói nè. Cái mương thứ hai thì cái clip này là thì mương này thì bự hơn đó, khoảng là 4 mét anh chị ha, bự hơn cái mương bên tay trái mình, mương đầu tiên. Nó về mình phải làm lại chị ha, nó có đường này nè đó, trước đất mình hiện tại xưa là một cái đường đi ha chị, đơn giản thôi này. Chủ đã xây gạch tới đây anh chị ha. Và đây là cái đất hàng xóm đây cũng làm rào rất là đẹp chị ha, trồng dừa. À, cái đất tới đây chị ha, cái trụ là tới đây chị nha, đây có trụ bê tông nè chị, nó cao khoảng nửa mét nè, đó mình về làm gào thẳng vào đây, đây là chiều sâu ở bên tay phải nha chị, đó mình về làm thẳng gào đây chị ha, nó đang bị khuất chút xíu thôi, nó mà dướng tới đây nè, từ công cộng tới đây là bị khuất chút xíu anh chị ha, bị khuất ở đây có khoảng 3 tấc ha chị. Rồi em xin mời chị nha, thì em sẽ đi vô đất mình thông quan từng chi tiết nha chị. Giá thì chính chủ ký gửi luôn là 680 triệu đó, là hết diện tích đất luôn chị, là 1.758 m² chị đó, tính ra chỉ có vài trăm triệu là 1.000 m² thôi đó, rất là mềm đó chị ha. Đây vừa cao chỉ có 1 mét, 2 mét là có trái chị nha. Do chủ cần bán nên vườn của mình anh chị không có chăm sóc, ít bón phân anh chị ha, hiện tại mới xịt thuốc cỏ thôi, nó ít bón phân. Trong đất vườn của mình anh chị thì không màu mã, không có dướng dây điện cao thế gì hết nha anh chị. Hiện tại 2 cái ao này là chủ đang nuôi cá kinh doanh nha, nãy chủ nó có cung cấp anh em là nuôi cá tai tượng anh chị đó, với cá tra anh chị ha. Cá tượng thì lâu lớn chị, cá tra thì nhanh lớn hơn cá tượng nha. Đây, hiện tại em đang đi trong đất anh chị, cây trái thì thưa thớt thôi, tại vì thiếu phân anh chị ha, thiếu người chăm sóc. Này về mình dọn lại bớt một số cây ăn trái nào mình thấy nó bị xuống cấp anh chị, anh chị có thể mình bỏ bớt nha, rồi mình trồng thêm một số cây trái khác vô. Cái vùng đất Long Định á thì trồng loại trái cây nào cũng phù hợp hết anh chị ơi, tức là sầu riêng, vú sữa đâu anh chị ha, trồng được hết nha anh chị. À, bưởi da xanh rồi đó, cây ao nè anh chị không, rộng rãi không. Rồi để em chỉ cái ganh cuối cùng chiều sau bên tay phải luôn cho mình nắm rõ nha. Hiện tại có ganh giới rồi nhưng mà sổ là sổ cũ anh chị, đất là xưa giờ. Nếu mình mua thì chủ sẽ đo đạt lại hết cho mình, ra bằng giấy mới rồi mới ra công chứng nha anh chị. Đó, video em cũng hơi dài nha, thì cô chú chị cố gắng xem hết video của em để mình nắm được cái thông tin chính xác đất vườn để mình mua anh chị ha. Tại em quay từng góc cho mình thấy rõ ranh giới luôn anh chị. Đây có trụ bê tông anh chị thấy không, cao 1 mét rồi chị ha. Đây là ranh giới chiều sâu bên tay phải nha. Cáp ganh với mình cũng trồng mới lên clip trồng dừa rồi cây mây vàng và tắc anh chị ha.
Đây là ta lên clip trồng cây trái hết anh chị. Hiện tại đứng đây là ranh giới cuối cùng của đất mình anh chị. Đây, về làm rào thẳng qua bên cái hàng rào bên cái nhà vườn này em bản anh chị ha. Đó, mình đỡ được clip bên chiều sâu bên tay trái đã làm rào rồi. Cái bước điểm đây thì em thấy thì có hai bước điểm nha. Một á thì đất vườn mình á thì có đường xe máy thôi, cách là đường huyện lộ 33 chỉ có là 150m thôi. Còn quyết điểm thứ hai là đất mình ở phía sau này anh chị, nó hơi tấp hậu chị ha, chỉ còn là 31m thôi, còn ở trước của mình là 36m nha anh chị, có hai quyết điểm nha. Còn ở đây thì ưu điểm thì em thấy thì được có làm hai cái ao nuôi cá sẵn cho mình nè, đó được 3 clip rất là rộng rãi, đang trồng cây trái có bị lại sẵn nha. Còn ưu điểm đó là ra chợ mình chạy xe khoảng là 12 phút là tới chị ha, ra quốc lộ A luôn. Có hai chợ, chợ Dòng Dứa thì 2 cây rưỡi số, còn chợ Long Định á, quốc lộ A là 3 cây số nha anh chị. Chủ nói là bao giấy tờ trọn gói hết cho mình luôn, nên mình mua cái vườn cây trái này á thì mình cũng rất là yên tâm. Thứ nhất là về ranh giới, thứ hai là không có tranh chấp gì hết nha anh chị ha. Tại đất xưa giờ chưa qua đầu tư nữa chị ơi. Đó, giá chỉ có mấy trăm triệu là 1.000 mét vuông thôi. Này hết đất luôn là 1.758m anh chị, chỉ có là 680 triệu thôi chị ơi. Mà còn thương lượng nữa, giá ngợp nha anh chị ha. Đây, đây qua góc bên đây chị ha, có hàng rào, có trụ ganh hết rồi chị thấy không? À, mình đỡ được một bên. Rồi để đi mình trong từng clip cho mình tham quan ha. Đây là có một số mai vàng đây, thì ương để bán á chị, trồng thêm vô bán kinh doanh. Clip đây thì chưa có xịt thuốc cỏ chị, còn cỏ rất là hề luôn này, hình như có xịt rồi mà chưa chết anh chị ha, còn hai clip bên kia đã chết rồi, chết cỏ rồi. Đất mạnh chị không, bên trong không màu mã anh chị, rất là sạch sẽ nha. Rồi đến đây em tạm dừng video ha, anh chị và cô chú nào quan tâm cái miếng đất vườn nằm ở xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ với số thoại màn hình. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nhanh chị. Em xin nhắc là cái giá chính chủ ký gửi một lần nữa nha, là 680 triệu là hết diện tích đất của mình luôn, là 1.758m² nha. Quý khách hàng cũng đừng quên bấm một like, một chia sẻ, một nút đăng ký giúp hình để tương tác với em, để có động lực quay những video mới tìm đất và nhà giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú ha. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ em xin chào ạ.